Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải năm ơi. Và ngày hôm nay sau buổi tống kim thì Khải thực sự là chỉ được top 18 thôi anh em ơi. Chỉ được top 18 rồi đó. Được top 18 thôi. Và ok, bây giờ thì Khải sẽ soi sơ đồ của cầu thủ Will Will. Top 1 tống kim ngày hôm nay cho anh em xem. Thực sự là đánh quá khác anh em ơi. Con đao này thực sự đánh quá nó một từ đầu server S8 cho đến bây giờ. Quá ngon anh em ơi. Đây, bây giờ thì cho anh em xem sơ đồ. Anh em ơi. Hiện tại thì Will Will thì vẫn là một con đao anh em. Ở đầu server anh em cũng biết thì Will Will đánh tống kim khá là chất. Rồi ngày hôm nay thì sau khoảng server gần 5 tháng trôi qua rồi thì tống kim của chúng ta mỗi bên cũng đạt đến hơn 100 mạng mỗi bên. Và server này tay nha. Và quý vị hôm nay đánh được cho mình là 117k điểm, 157 người và 56 NPC và tử vong 55, liên chạm 10. Và anh em cùng xem set đồ của quý vị. Anh em ơi. Rồi cho anh em xem set đồ này. Hiện tại thì quý vị là một trong những con lôn tăng trưởng môn luôn nha em. Con lôn nô 1 server luôn, tăng trưởng môn. Và đang sở hữu cho mình đó là một set Newton. Đây, set Newton Max Up 45 chậm, nội lực 195. Một áo Newton cực phẩm, kỹ năng có 1 cấp, sinh lực 200. Một nhẫn Newton Max Up và một bộ cực phẩm Newton, sinh lực 50 và phòng thủ 25. Đi kèm với cho mình đó là một nón phòng thủ của lý 25-30, sinh lực 106. Và đi kèm với một đai lưng 15-40. Đó, 15 thủ 45 chậm. Đó, quá đẹp luôn. Đến một bao tây, phòng thủ tiếp tục 19-30. Thì hàng này đang có cho mình lượng làm chậm khá là nhiều. Đó là làm chậm 30 từ nón, làm chậm 30 từ bao tây, làm chậm 40 từ đai lưng và có cho mình 100 làm chậm kèm với nó làm chậm 240 nữa là 120, 140 làm chậm. Sở hữu 140 làm chậm kèm với một hiệu ứng kháng lôi 30 từ cái nhẫn và một đôi dây tốc 312 và chón 40 với hiệu ứng làm chậm khá cao và chón có cho mình 40 làm chậm và 40 làm chón kèm với một cái đao 30 sát thương, 39 sát thương và tốc 30. Cái đao này cũng khá đẹp anh em ạ. So với hiện tại bây giờ thì đao này khá là chắc này. Sở hữu một con bông tiêu và đang có cho mình là một cái này cũng có một cái mặt nạ tăng trưởng môn. Rồi 9x 2 cấp. Đó, 9x 2 cấp anh em ơi. Quá đẹp. Lôi đồng cửu thiên, ngạo thiết tiêu phong 2 cấp, tiến thiên tử cốc 2 cấp. À, một cái tiếp tục là một skin 1 cấp đến từ ấn tín. Thì hiện tại là skin 9x có là càng khôn 2 cấp nè. Rồi phi phong 1 cấp là 3 nè. Áo 1 cấp nữa là 4 nè. Rồi phi phong 2 cấp nữa là 6 cấp kỹ năng 9x và kèm với 1 cấp từ trang sức cái ngọc cái ấn tín nữa là có cho mình 7 kỹ năng 9x nha nè. Ôi trời ơi. Hèn gì chém kinh thiệt sự nè mà quá khủng khiếp. Với sở hữu 27 điểm skin 9x đó, nhưng mình nói thì mình được có 23 điểm thôi anh em ơi. Và ạc này sở hữu lên đến 27 điểm 9x. Quá đẹp. Với một sơ đồ quá win kèm với một cái tiết hỏa tinh tăng cho mình 200 sinh lực kèm với dòng Evan thì ạc này lượng máu cũng khá là cao. Đồ khá đẹp. Với hiệu ứng phòng thủ thì khá cao anh em ơi, 19, 25 và 15. Và kèm với 25 thủ nữa thì sự là quá đẹp. Phòng thủ là 50, 69. 69 kèm với đây nữa là được 84 phòng thủ. Rồi làm chậm 140, đặt móc 120 và móc chón cả mình 40 chón. Một giày sinh lực khá là pin, tóc khá đều cho cùng luôn, khăn hộ cũng đẹp, một món khăn lo 30. Đó. Đây, một đao khá đẹp, một bông tiêu. Ở server này con bông tiêu khoảng tầm giá hơn 10 triệu, cái đao này chắc cũng hơn 10 triệu nha mọi người. Cái đao này hơn 10 triệu á. Áo này thì đầu server thì mua với giá chắc khoảng hơn chục chai. Tiếp tục là một áo cực phẩm quá đẹp. Tầm này thì rẻ này. Tầm này vừa rồi thì khoảng tầm chắc khoảng 6 7 triệu gì đó. Một cái áo này cực phẩm. Ngọc bội này cũng vậy nè, cực phẩm luôn. Thì đầu server chắc cũng gần hơn 10 triệu cái ngọc bội này. Còn so với hiện tại bây giờ thì hơn 6 5 tháng trôi qua thì ngọc bội này nó cũng rẻ lại nè. Chung này tổng set đồ này thì sự là tương đương cũng khá đẹp và sự đầu tư của bạn này cũng không hề nhẹ nè mà. Top 10, top 9 server. Thì đỡ mà nói thì nậu set đồ này thì sự là cả ngựa này nó thì nằm ở vị trí chứng tầm hơn 50 triệu nè. Chưa tính cái xác. Cái xác này thì chắc chắn là anh em là mắt sách vỡ, mắt đã là một tờ kênh rồi, không còn phải nói đến rồi. Và như theo thông tin Khả đã biết thì ạch này đã có cho mình Sơn Hà 2 tăng kháng tất cả và sinh lực và bỏ qua kháng tính của đối phương. Cũng như là tiếp tục đó là dòng skin 120. Nên ạch này thực sự khá là trâu. Rồi anh em xem sơ qua đừng quên đỡ lại cho cao thủ Will Will, một trong những cao thủ tăng trưởng môn Côn Lôn Đao, tăng trưởng môn Côn Lôn cũng như là top 9 môn phái, top 9 thế giới chứ. Rồi đánh tống kim khá khác nè mày. Top 1 tống kim ngày hôm nay quá ok luôn. Rồi anh em đang xem đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ kênh nè mày. Rồi đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và cũng như là anh em thích soi đồ cao thủ nào soi cho anh em xem nha. 8 cấp luôn à? 8 cấp luôn à? Ở đồ đâu ra 8 cấp hay vậy?
À vòng nữa. Uầy, vòng sáng nữa em ơi. What the hell. À ok, vòng sáng nữa là lên đến 28.9x em ơi. 8 cấp kỹ năng. Quá khét luôn em ơi. Với skin 9x mà lên đến 28 điểm kỹ năng 9x. Uầy trời ơi, quá kinh khủng anh em ơi. Thực sự con đồn này đầu tư, và sự đầu tư của này quá kinh hồn anh em ơi. Và hôm nay đánh một trận cũng kia quá khét. Đó, top 1. Quá ok. Rồi anh em xem video đừng quên làm like, chia sẻ và ủng hộ cho anh em ơi. Phải giờ rồi thì có thêm một cái dòng của văn hội nha anh em ơi. Dòng của văn hội nữa, thực sự là lên đến 8 kỹ năng. Quá khủng. Quá kinh hồn. 28 điểm 9x và kèm với là kỹ năng vẫn có là 4 cấp, 1 phi phong, 1 áo. 5 cấp chứ, 5 kỹ năng vẫn có. Một dòng băng hội này, một phi phong này, một áo này, với hai càng khôn là đó có 5 kỹ năng cũng có, kèm với 8 điểm kỹ năng của skin 9x. Đó, quá khét, quá khủng luôn em ơi. Ok. Quá ok luôn.